Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Cô gái trên đường về quê đám tang người thân trong đêm bị cướp tấn công ở Long An. Chiều ngày 16 tháng 7, thông tin từ công an huyện Tân Thạnh Long An cho biết đang tích cực phối hợp với cảnh sát hình sự tỉnh Long An, công an huyện Tháp Mười Đồng Tháp tập trung điều tra truy xét vụ cướp tài sản có tính manh động và xảy ra đoạn quốc lộ N2 tiếp giáp, giáp giáp giữa hai huyện. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 15 tháng 7, Chị NTT một mình điều khiển xe máy đi từ Bình Dương về Kiên Giang để lo đám tang người thân. Khi lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh đi Tháp 10, đoạn xã Tân Kiều, huyện Tháp 10 thì bị hai thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau vượt lên, tay cầm súng khống chế và đạp chị T ngã xe. Hai nam thanh niên dùng súng khống chế cướp tài sản của T gồm một chiếc kiềng bằng bạc, một điện thoại di động và số tiền một triệu đồng, sau đó tổ thoát về hướng hướng huyện Tân Thạnh. Chị Tê điều khiển xe qua cầu kinh 3 khoảng 300m vào nhà dân để băng vết thương và trình báo công an huyện tháp 10 đồng THAB. Bức xúc trước sự việc, nữ chủ quán đã ghi lại hình ảnh cô gái và đăng tải lên mạng xã hội để người đi đường cẩn thận khi qua tuyến đường này. Một vị lãnh đạo công an huyện Tân Thạnh cũng cho biết hiện lực lượng công an huyện Tân Thạnh và huyện tháp 10 tích cực phối hợp điều tra truy xét những đối tượng gây ra những vụ cướp xảy ra quốc lộ N2 gần đây lãnh đạo công an huyện Tháp 10 đã cử trinh sát phối hợp với công an huyện Tân Thạnh tỉnh Long An trực tiếp làm việc với bị hại. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra, truy xét bọn cướp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.